ở tiệm giật lá của người điếc thì mọi người giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu, và mọi người giao tiếp với mọi người xung quanh bằng cái giấy bút và cử chỉ ngôn ngữ cơ thể. Trước đây khoảng năm 2019 thì là tôi thực hiện các dự án xã hội cho cộng đồng người điếc. Qua đó thì tôi nhận thấy những cái khó khăn, rào cản khi mà người điếc làm xin việc làm bên ngoài. Và tôi cảm thấy rằng là mình cần tạo ra công việc nào đấy phù hợp với người điếc để họ có thể là tập trung vào làm việc. Bản thân tôi là mới khiếm thính, khi mà mới khởi nghiệp thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là kêu gọi về vốn, hay là những mối quan hệ khách hàng thì chưa có chẳng hạn. Hay là mọi người có thể là nhìn vào công việc giặt là này nhưng mà mọi người chưa tin được những cái khả năng của người điếc. Đến khi mà có được tiệm giặt là đầu tiên rồi thì dần dần chứng minh bằng cái chất lượng thì là khách hàng mới tin tưởng. Tại vì một người bình thường đôi khi hướng dẫn công việc đã khó rồi, còn đây là hướng dẫn cho những bạn khuyết tật ấy. Nhưng mà chị ấy rất là kiên nhẫn, rất là tận tâm. Họ cũng có những cái khó khăn nhất định khi mà tiếp cận với nghề. Ví dụ như là khi mà gặp khách hàng chẳng hạn thì là khả năng tiếng Việt của họ rất là yếu và họ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu nên là thường là các câu từ ngữ chẳng hạn hay bị đảo ngược, phải training hoặc là phải đào tạo các bạn rất là nhiều. Trong quá trình làm việc, em thấy các bạn giao tiếp với khách qua việc ghi vào những cái mảnh giấy nhỏ thì em thấy các bạn rất là tận tâm với khách và luôn luôn để ý đến nhu cầu của khách. Mấy em, mấy cháu nó là cũng hiền, tội, thiệt thà, nhưng là nó cũng hòa nhã với cộng đồng. Ở ngoài thì người ta họ tới giặt đồ thì người ta chưa có biết, nhưng mình cũng gợi ý cho người ta tới là viết chữ, nghĩa là viết trong điện thoại để cho các cháu nó hiểu. Thường một lời rằng là người khuyết tật hay là người không khuyết tật thì cũng đều là những người bình thường. Và chúng tôi, ví dụ mặc dù chúng tôi có những khiếm khuyết về cơ thể hay là về những khả chức năng khác, tuy nhiên như thế chúng tôi vẫn là người bình thường và mọi người không nên so sánh chúng tôi là những người không bình thường. Và người khuyết tật thì thường là họ có những cái khả năng đặc biệt khác và cần được tôn trọng. Và những cái khả năng đặc biệt đấy sẽ giúp cho chúng tôi có những cái cuộc sống mà bình đẳng với mọi người, và từ chúng tôi cần được sự tôn trọng. Có nghĩa là hãy tử tế,